Thành ra tình hình đang căng thẳng như vậy và chúng ta chỉ vắn tắt tóm gọn những sự kiện lớn nhất như vậy mà thôi. Và chúng ta ghi nhận những sự kiện cập nhật tương đối là mới nhất, tức là những sự kiện của ngày thứ hai, thứ ba và thứ tư vừa qua đó. Thì chúng ta hiểu là, thưa quý thính giả, cái sự kiện mà quan trọng nhất mà xảy ra mà được ghi nhận là có những chiếc tàu chở dầu ở trên trong vùng vịnh Ba Tư, là đi qua eo biển Hormuz, thì đã bị các máy bay không người lái tấn công và phá hoại. Thì Bộ trưởng Bộ Dầu hỏa và Năng lượng của Ả Rập Saudi cho biết là có hai máy bay, có không biết là bao nhiêu chiếc máy bay không người lái, nhưng mà rõ ràng đã tấn công hai chiếc tàu chở dầu của Ả Rập Saudi và gọi đó là một hành động khủng bố. Tuy nhiên không có nói rõ ai là thủ phạm vụ tấn công, tức là không cáo buộc Iran rõ rệt. Nhưng mà loan tin như vậy xong thì lập tức là chính phủ của một quốc gia láng giềng, tức là Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, cũng phổ biến một thông cáo cho biết là ngoài hai chiếc tàu chở dầu của Ả Rập Saudi còn có một chiếc tàu của Na Uy và một chiếc tàu treo cờ của Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cũng bị máy bay không người lái tấn công. Chuyện đó xảy ra vào ngày Chủ nhật vừa rồi và tin tức được loan truyền vào ngày thứ hai vừa rồi. Sau đó thì chúng ta thấy là lại thêm một tin nữa vào ngày thứ ba, tức là Bộ trưởng Bộ Năng lượng của Ả Rập Saudi loan tin là có một đường ống dẫn dầu chạy xuyên qua lãnh thổ của Ả Rập Saudi. Đường ống dẫn dầu này chạy từ Eastern Province của Ả Rập Saudi đến một hải cảng ở vùng Hồng Hải, tức là Red Sea. Đường ống dẫn dầu này cũng bị máy bay không người lái tấn công. Và Ả Rập Saudi đã bắt buộc phải đóng cái đường ống dẫn dầu này lại vì lý do an toàn. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Năng lượng của Ả Rập Saudi là ông Khalid Al-Falid, ông cho biết rằng là cuộc tấn công này rõ ràng là không phải chỉ nhắm vào chúng tôi là Ả Rập Saudi đâu. Quý vị thấy là còn đe dọa sự an toàn của nguồn cung cấp năng lượng khắp thế giới nữa. Nhưng chúng tôi khẳng định với quý vị là việc sản xuất dầu thô và việc xuất cảng dầu thô của Ả Rập Saudi không bị ảnh hưởng bởi cái vụ tấn công này. Nhưng mà tại sao người ta lại liên kết cái sự kiện là những chiếc tàu chở dầu rồi đường ống dẫn dầu của Ả Rập Saudi bị tấn công, tại sao người ta liên kết với Iran? Là thưa quý khán giả, chúng ta đều hiểu là Iran được coi là thế lực đứng đằng sau để mà hỗ trợ cho một lực lượng gọi là lực lượng Houthi, là lực lượng đang có chiến tranh với Ả Rập Saudi ở quốc gia miền Nam, tức là Yemen. Chúng ta đã nói với nhau khá nhiều về trận chiến, có thể gọi là một trận nội chiến, nhưng thật ra bây giờ không còn giới hạn là nội chiến nữa, mà là một chiến tranh thật sự đã tiêu diệt không biết bao nhiêu mạng người trên một quốc gia nhỏ bé là Yemen. Và Ả Rập Saudi là quốc gia lãnh đạo một lực lượng đồng minh để mà tấn công một lực lượng võ trang ở Yemen, gọi là lực lượng Houthis. Và người ta đều đồng ý với nhau là lực lượng Houthis này được hỗ trợ một cách bí mật bởi Iran, tức là Iran không có xác nhận rõ rệt nhưng mà lén lút cung cấp vũ khí hỗ trợ cho lực lượng Houthi để chống lại lực lượng đồng minh ở Yemen. Và hồi sáng sớm thứ ba thì cái lực lượng Houthi này đó, những nhân vật lãnh đạo cái lực lượng võ trang đó, họ nói rằng là họ đã phóng đi 7 chiếc máy bay không người lái. Họ xác nhận là chúng tôi nhắm vào các cơ sở dầu hỏa quan trọng của Ả Rập Saudi. Và sau đó nói thêm là chúng tôi đã dùng máy bay không người lái phá được đường ống dẫn dầu của Ả Rập Saudi. Tức là lực lượng võ trang Houthi
hiện giờ đang tiếp tục các cuộc giao tranh với lực lượng do Ả Rập Saudi lãnh đạo, đã công khai xác nhận là họ đã bắn đi các máy bay không người lái này để phá đường ống dẫn dầu của Ả Rập Saudi. Thì thưa quý giả, đó là lý do khiến cho mọi người phải liên kết vai trò của Iran đối với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở trên vùng vịnh Ba Tư và trên lãnh thổ của Ả Rập Saudi. Bên cạnh đó thì thưa quý thính giả, vào ngày thứ ba vừa qua thì chúng ta cũng ghi nhận một đại khái là có 2-3 nguồn tin liên tiếp nhau và đều ghi nhận những lời tuyên bố của các nhân vật có thế lực quan trọng trong cuộc đối đầu giữa Hoa Kỳ và Iran ở vùng vịnh Ba Tư. Thứ nhất là vị lãnh đạo tinh thần tối cao của Iran, tức là giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei. Ông Khamenei lên tiếng ở trên đài truyền hình toàn quốc. Thì ông Khamenei tuyên bố hai điều quan trọng. Thứ nhất là mặc dù tình hình căng thẳng như vậy, nhưng mà Iran không có ý định khai chiến với Hoa Kỳ. Và điều thứ hai là ông Khamenei nói rằng là Iran sẽ không thương thuyết với Hoa Kỳ để đi tới một thỏa ước nào khác hơn là thỏa ước JCPOA năm 2015. Thì giáo chủ Khamenei xác định là Iran sẽ không có thương thuyết với Hoa Kỳ để mà có một thỏa ước khác, bởi vì cho rằng tất cả những thương thuyết như vậy, ông Khamenei dùng cái chữ là đó chỉ là liều thuốc độc đối với chúng tôi thôi và chúng tôi không có thương thuyết. Tuy nhiên, bên cạnh đó thì giáo chủ Khamenei của Iran có nói rằng đây không phải là một cuộc đối đầu quân sự đâu, thưa quý vị, bởi vì sẽ không xảy ra cuộc chiến tranh nào cả. Đại khái là giáo chủ Khamenei nói rằng là đất nước Iran của chúng tôi đã chọn con đường đối kháng. Chúng tôi không có ý định khai chiến. Và chúng tôi hiểu rằng Mỹ cũng không có ý định khai chiến, bởi vì Mỹ thừa hiểu là chiến tranh chẳng mang lại lợi ích gì cho họ. Đó là lời tuyên bố của giáo chủ Khamenei, là vị lãnh đạo tinh thần tối cao của đất nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Điều này thì đi song song với lại một số lời tuyên bố mà có tính cách sắt máu của những nhân vật lãnh đạo Iran. Thành ra thưa quý thính giả, chúng ta ghi nhận những lời tuyên bố này mà thôi, để chúng ta không thể nào biết được rằng là thật sự là sự thành thật của những nhân vật này đến mức độ như thế nào khi họ đưa ra những lời tuyên bố như vậy. Chẳng hạn như là ngày thứ ba thì chúng ta thấy là cố vấn của Tổng thống Hassan Rouhani, có một vị cố vấn của Tổng thống Hassan Rouhani của Iran là ông Hassamuddin Ashina, ông có gửi một tin nhắn trên mạng xã hội. Thì ông Ashina nói rằng là Tổng thống Donald Trump đang có những hành động khiêu chiến đối với Iran thay vì tìm một giải pháp thương lượng. Thì vị cố vấn của Tổng thống Iran cho rằng là Tổng thống Trump đã bị hướng dẫn sai lạc bởi những nhận định của Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, tức là ông John Bolton. Thì theo như là ông cố vấn Ashina của Tổng thống Iran, thì là vì Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ là ông John Bolton đưa ra những nhận định sai lạc, cho nên Tổng thống Trump mới đưa hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln từ Địa Trung Hải qua vùng vịnh Ba Tư để thể hiện sức mạnh quân sự và đưa các oanh tạc cơ, các phi cơ ném bom, tức là B-52 qua, chuẩn bị như là có vẻ như là muốn khai chiến với Iran. Đó là lối nói của nhân vật chúng ta biết rằng là cố vấn của Tổng thống Iran. Tuy nhiên, bên cạnh đó là chúng tôi vừa thưa với thính giả là vị lãnh đạo tinh thần tối cao của Iran thì là ông Khamenei đã xác nhận là Iran không có ý định khai chiến với Hoa Kỳ. Và cùng lúc thì ở Sochi, ở bên Nga, khi mà Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo qua đó để họp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov,
thì ông Mike Pompeo cũng đưa ra một lời tuyên bố tương tự, nói rằng là Hoa Kỳ cũng không có ý định khai chiến với Iran. Theo lời của Ngoại trưởng Mike Pompeo thì Hoa Kỳ chỉ mong muốn Iran xử sự như một quốc gia bình thường mà thôi. Nhưng Ngoại trưởng Mike Pompeo cũng nhấn mạnh là Iran nên nhớ là nếu Iran có hành động tấn công mà làm phương hại đến những đối tác, những quyền lợi của Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ sẵn sàng đáp trả. Thành ra những điều này cho chúng ta thấy là cuộc đối đầu quân sự hiện giờ vẫn đang tiếp diễn. Và mặc dù hai bên đưa ra những lời tuyên bố này hay lời tuyên bố kia thì điều đó không có nghĩa là tình trạng căng thẳng đã giảm bớt mà vẫn tiếp tục ở vùng vịnh Ba Tư. Cũng như là ngày thứ ba khi mà Tổng thống Trump được các phóng viên báo chí hỏi ý kiến ở ngay Tòa Bạch Ốc, khi mà ông được hỏi là có phải là có nguồn tin là các giới chức hành pháp đang thảo luận về kế hoạch đưa 120.000 binh sĩ qua Trung Đông để mà đối phó với Iran hay không, thì Tổng thống Trump phủ nhận điều này. Ông nói rằng cái đó không đúng, tin đó là tin giả. Chúng tôi chưa có đặt ra kế hoạch điều quân gì cả, và hy vọng là chúng tôi cũng sẽ không cần phải đặt ra kế hoạch điều quân. Và nếu mà gửi quân thì không phải chỉ có 120.000 quân mà còn nhiều hơn như thế nữa. Đó là lời của Tổng thống Trump phủ nhận việc đang thảo luận kế hoạch đưa quân sang bên Trung Đông. Thưa quý khán giả, chúng ta tóm tắt cái sự kiện về Iran bằng một sự kiện đang diễn ra tại Iraq, là quốc gia láng giềng với Iran. Thưa quý khán giả, ngày hôm qua thì thật sự là có tin là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã chỉ thị cho một số nhân viên ngoại giao đang làm việc ở trong tòa đại sứ Hoa Kỳ tại thủ đô Iraq, tức là Baghdad. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã chỉ thị một số nhân viên ngoại giao rời khỏi tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Baghdad để trở về nước. Và đồng thời cũng cho biết là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng nhắc nhở các công dân Hoa Kỳ nếu không có những lý do quá khẩn cấp thì không nên đi du lịch qua bên Iraq ngay trong giai đoạn này. Bởi vì có thể là có những sự tấn công bất ngờ của Iran nhắm vào lãnh thổ Iraq, và chính phủ Hoa Kỳ không muốn điều đó ảnh hưởng đến an ninh của công dân Hoa Kỳ cũng như là của các nhân viên ngoại giao đang làm việc tại tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Baghdad. Điều này thì thưa quý khán giả, đúng là một tin như vậy. Mặc dù không, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không giải thích rõ ràng, nhưng mà Ngoại trưởng Hoa Kỳ có đi qua Iraq ngay sau khi rời khỏi nước Nga, thì Ngoại trưởng Mike Pompeo có qua Iraq gặp gỡ các giới chức chính quyền của Iraq và có đề nghị với họ là: thưa quý vị nên nhớ rằng quý vị phải bảo đảm an ninh cho người Mỹ của chúng tôi, những người đang có mặt trên đất nước của quý vị. Nếu mà có xảy ra một cuộc chiến tranh, nếu mà Iran tấn công qua Iraq, thì chính phủ Iraq có bổn phận phải bảo đảm an toàn cho những công dân Hoa Kỳ đang có mặt tại đó. Đó là lời của Ngoại trưởng Mike Pompeo nói với các giới chức của Iraq. Thành ra cái việc mà Ngoại trưởng Mike Pompeo yêu cầu như vậy, song song với việc là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ yêu cầu một số nhân viên ngoại giao rời khỏi tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Baghdad, những sự kiện này khiến cho người ta cảm thấy là tình hình căng thẳng hơn lên, chứ không phải là tình hình dịu bớt đi. Có thể là đã có những tin tức tình báo cho biết là Iran đang chuẩn bị hoặc là có ý định để mà tung ra những đợt tấn công bất ngờ. Và có thể là Iran tấn công bất ngờ nhắm vào đâu? Có thể nhắm vào quốc gia láng giềng là Iraq, và có thể nhắm vào Do Thái là một quốc gia trong vùng Trung Đông mà ở trong tầm tấn công của Iran. Thành ra
chưa biết là Iran có ý định làm như thế nào. Chúng ta ghi nhận là cho đến giờ phút này, quân đội Hoa Kỳ đồn trú tại Iraq, số lượng binh sĩ Hoa Kỳ đồn trú tại Iraq vẫn còn vào khoảng 5.000 người. Thành ra các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Iraq vẫn có thể là những mục tiêu tấn công của Iran. Người ta không thể nào đoán trước là Iran có đi bước trước như vậy hay không, và một cuộc chiến có thể bùng nổ hay không. Nhưng rõ ràng là đã có những tin tức tình báo cho biết một tình hình đáng ngại như vậy. Và Hoa Kỳ đã có sự chuẩn bị, và đó là sự đó là lý do cho chúng ta thấy tại sao hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln lại có mặt ở ngay vùng vịnh Ba Tư trong giờ phút này. Những phi cơ, những oanh tạc cơ B-52 đang ở trong tình trạng chuẩn bị. Và tại sao hạm đội số 5 của Hoa Kỳ là vốn là chỉ có bổn phận là bảo vệ an toàn cho các thương thuyền đi qua vùng biển Ba Tư mà thôi, nhưng mà vị chỉ huy, vị phó đô đốc chỉ huy hạm đội số 5 cho biết là chúng tôi đang ở trong tình trạng ứng chiến, bất cứ lúc nào chúng tôi cũng sẵn sàng ứng chiến. Mặc dù ông khẳng định là Hoa Kỳ không có ý định khai chiến với Iran. Thưa quý khán giả, chúng ta tạm gói chọn những vấn đề liên quan đến vụ đối đầu giữa Hoa Kỳ và Iran tại vùng vịnh Ba Tư tại đây. Thưa quý khán giả, chúng tôi xin phép được tạm ngưng phần tường trình tin tức cập nhật. Chúng tôi xin trở lại với cô Minh Nguyệt, và sau đó khi chúng ta trở lại với chương trình phát thanh của đài NVR trong bản tin sáng ngày hôm nay, thứ năm 16 tháng 5, thì chúng ta sẽ trở lại với bối cảnh chính trị của Hoa Kỳ, và chúng ta sẽ cập nhật với nhau những tin tức thời sự của Hoa Kỳ. Xin tạm trở lại với cô Minh Nguyệt. Xin trở lại với anh Đào Trường Phúc ạ. Dạ, kính chào quý khán giả. Chúng ta cùng trở lại với nhau để mà điểm những tin tức mới nhất trong hai ngày qua liên quan đến thời sự ở nước Mỹ. Thưa quý khán giả, khi mà chúng ta nói đến thời sự Hoa Kỳ thì quý khán giả cũng hiểu là dồn dập rất nhiều tin tức. Chúng ta chỉ có thể ghi nhận với nhau một số tin chính, và có một số tin mà chúng ta chỉ ghi nhận sự kiện mà thôi. Chúng ta sẽ dành thời giờ để mà phân tích với nhau về những tin tức này trong những ngày sắp tới. Trước hết là thưa quý khán giả, cách đây mấy ngày thì chúng ta đã đề cập với nhau về vụ bắn giết ở trường STEM School ở Highlands Ranch ở tiểu bang Colorado. Thì thưa quý khán giả, là vụ bắn giết này là có hai nghi phạm đã dùng súng súng lục đó, tức là vào bắn giết các bạn học ở trong trường STEM School ở Colorado, và một sinh viên, một học sinh 18 tuổi đã tử vong vì trúng đạn, và có 8 người khác bị thương. Thì bây giờ các em học sinh mà bị thương đó lần lượt đã được điều trị tại bệnh viện và đã được xuất viện. Thì hai nghi phạm mà bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ đã lập tức được đưa ra tòa. Thì khi mà chúng ta nói với nhau về bản tin này cách đây mấy ngày trước thì lúc đó chưa có danh tánh đầy đủ của các nghi phạm. Đến bây giờ thì chúng ta biết danh tánh đầy đủ của hai nghi phạm này. Thứ nhất là Devon Erickson, một nam nghi phạm, một thanh niên 18 tuổi, học sinh của trường STEM School. Và người thứ hai là vì mới có 16 tuổi thôi, cho nên lúc đó chưa được công bố danh tánh, bây giờ đã ra tòa và đã biết danh tánh là Alex McKinney, được coi như là một thiếu nữ 16 tuổi, và cũng có thể là một người chuyển giới, tức là chuyển từ nam qua nữ, nhưng mà được ghi nhận như là một thiếu nữ 16 tuổi. Thì Devon Erickson và Alex McKinney đều đã ra tòa vào ngày hôm qua, và công tố viên đã quyết định là truy tố Alex McKinney, mặc dù mới 16 tuổi, nhưng mà cũng truy tố như là một người lớn, thay vì là truy tố
như là một thiếu niên. Và điều này đang được tranh cãi trước tòa bởi vì các luật sư biện hộ cho hai nghi phạm đã đưa ra một số luận cứ để xin chuyển vụ án và xử bị can Alex McKinney về cho tòa án xét xử thiếu nhi, tức là Juvenile Court, thay vì là xét xử Alex McKinney như là một người lớn cùng với lại nghi phạm thứ nhất là Devon Erickson. Thì thưa quý thính giả, bây giờ chúng ta mới chỉ biết là cả hai nghi phạm trong vụ bắn giết ở trường STEM School đều đã ra tòa và các phiên tòa vẫn tiếp tục đang diễn ra, và chúng ta sẽ chờ đợi để xem là tòa án sẽ quyết định là nghi phạm Alex McKinney 16 tuổi sẽ bị xử như một người lớn hay là sẽ chuyển về một tòa án thiếu nhi để xử tiếp. Đó là sự kiện thứ nhất mà chúng ta ghi nhận vắn tắt. Sự kiện thứ hai thì thưa quý thính giả, chúng ta ghi nhận là trước đây thì chúng ta biết là Ủy ban Tình báo của Hạ viện Hoa Kỳ, Ủy ban Tình báo Hạ viện dĩ nhiên là đa số là các dân biểu thuộc Đảng Dân chủ, và do dân biểu Adam Schiff là chủ tịch ủy ban đã tống đạt một chát đòi trưởng nam của Tổng thống Donald Trump là ông Donald Trump Jr. ra trước Ủy ban Tình báo của Thượng viện. Chúng tôi đã tường trình cái tin này và chúng tôi có ghi nhận một điều quan trọng là thưa quý thính giả, Ủy ban Tình báo Thượng viện không phải là do một nhân vật của Đảng Dân chủ làm chủ tịch. Ủy ban Tình báo Hạ viện thì đúng là dân biểu Adam Schiff của Đảng Dân chủ là chủ tịch, nhưng Ủy ban Tình báo Thượng viện thì lại do nghị sĩ Richard Burr là một nhân vật Đảng Cộng hòa làm chủ tịch. Và bây giờ thì Ủy ban Tình báo Thượng viện yêu cầu ông Donald Trump Jr. ra điều trần trước Ủy ban Tình báo Thượng viện để mà làm sáng tỏ một số sự kiện. Mặc dù là ông Donald Trump Jr. hồi năm 2017 đã ra điều trần trước Ủy ban Tư pháp của Thượng viện, nhưng mà bây giờ có một số lời khai của ông Donald Trump Jr. hồi năm 2017 mà Ủy ban Tình báo Thượng viện cần phải xét lại, bởi vì những lời khai này mâu thuẫn với những lời khai của cựu luật sư của Tổng thống Donald Trump, tức là ông Michael Cohen. Michael Cohen có khai một số điều mà rõ ràng là ngược lại với những lời khai của ông Donald Trump Jr. liên quan đến việc khởi sự một cơ sở kinh doanh của Tổng thống Trump tại thủ đô Moscow của Nga, tức là Trump Tower. Cái dự án mà thành lập Trump Tower tại Moscow là một dự án không có được thực hiện, mặc dù đã được đưa ra, đã được đề xướng hồi tháng 6 năm 2016, tức là trong giai đoạn tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ. Lúc đó thì ông Donald Trump Jr. khi mà ra điều trần trước Ủy ban Tư pháp thì ông có nói là ông không có biết rõ về cái dự án này, chỉ có nghe tin tức qua những người khác mà thôi. Trong khi đó thì luật sư cố vấn của Tổng thống Trump là Michael Cohen lại khai rằng là ông Michael Cohen đã thảo luận trực tiếp với ông Donald Trump Jr. về dự án Trump Tower. Vì có sự mâu thuẫn trong lời khai như vậy, cho nên Ủy ban Tình báo Thượng viện mới yêu cầu ông Donald Trump Jr. ra điều trần. Và thoạt đầu thì cũng như là những chát đòi mà chúng ta thấy là bên ủy ban, các ủy ban của Hạ viện gửi qua tòa bạch ốc thì hầu hết là bị bắt khước, bị từ chối, không đồng ý hợp tác. Chẳng hạn như là chát đòi cựu cố vấn của tòa bạch ốc là ông luật sư Donald McCann ra điều trần thì điều này vẫn chưa được giải quyết. Có thể là tòa bạch ốc sẽ bác khước
cái chát đòi, và sẽ dùng cái điều mà chúng ta đã nói chuyện với nhau, tức là đặc quyền hành pháp, để mà không có hợp tác với việc với chát đòi ông cựu luật sư Donald McGahn ra điều trần. Về phía ông Donald Trump Jr. cũng vậy. Thoạt đầu thì chúng ta biết là ông Donald Trump Jr. cũng phản đối cái chát đòi này, bởi vì ông cho biết là ông đã điều trần năm 2017 và bây giờ không có lý do gì mà căn cứ trên lời khai của cựu luật sư Michael Cohen mà bắt ông ra điều trần thêm một lần nữa. Đó là chuyện của những ngày trước. Chuyện mới nhất ngày hôm thứ ba vừa rồi thì cho biết là cuối cùng thì các luật sư của ông Donald Trump Jr. cho biết là ông Donald Trump Jr. đồng ý ra điều trần trước Ủy ban Tình báo Thượng viện. Và một số những điều kiện đã được hai bên đưa ra và đã thỏa thuận với nhau. Một số những điều kiện đó là Ủy ban Tình báo Thượng viện sẽ chỉ hỏi ông Donald Trump khoảng 5 hay là 6 đề tài liên quan đến sự tiếp xúc của ông Donald Trump Jr. với các giới chức chính phủ Nga mà liên quan đến dự án Trump Tower. Sẽ chỉ có chừng 5 hay 6 đề tài được đưa ra để điều trần, để đặt câu hỏi mà thôi. Và cuộc điều trần của ông Donald Trump Jr. sẽ là một cuộc điều trần theo hình thức kín, tức là ở trong phòng riêng giữa ông Donald Trump Jr. và các vị nghị sĩ của Ủy ban Tình báo Thượng viện, không phải là một cuộc điều trần công khai, và do đó báo chí sẽ không có cơ hội để mà tường thuật về cuộc điều trần này. Có thể là đến tháng 6 thì cuộc điều trần này mới diễn ra. Và bây giờ chúng ta ghi nhận là chúng ta chỉ ghi nhận rằng là ông Donald Trump Jr., trưởng nam của Tổng thống Trump, đã đồng ý điều trần trước Ủy ban Tình báo Thượng viện và điều trần với hình thức là điều trần kín, và sẽ chỉ trả lời một số câu hỏi được hạn chế theo sự thỏa thuận giữa các luật sư của ông Donald Trump Jr. với các vị nghị sĩ của Ủy ban Tình báo Thượng viện. Đó là tin tức thứ hai. Tin tức thứ ba cũng liên quan đến Hoa Kỳ, thì quý khán giả cũng biết là ông Bộ trưởng Tư pháp William Barr đã chính thức là bổ nhiệm người để mà điều hành một cuộc kiểm tra, thì đúng hơn là một cuộc điều tra, tức là kiểm tra lại về quá trình làm việc của các nhân viên điều tra của chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt là các nhân viên điều tra của cơ quan FBI, điều tra về giả thuyết có sự thông đồng hay không giữa Ủy ban vận động tranh cử của Tổng thống Trump hồi năm 2016 với các giới chức nhân viên tình báo của nước Nga. Thì cuộc điều tra này thì chúng ta hiểu rằng là về phía văn phòng công tố viên đặc biệt Robert Mueller thì cuộc điều tra đã kết thúc. Bây giờ thì Bộ trưởng Tư pháp William Barr mở một cuộc kiểm tra nội bộ để mà tìm hiểu xem là cuộc điều tra bắt đầu từ đâu, do đâu mà đưa tới việc cơ quan FBI điều tra Ủy ban vận động tranh cử của Tổng thống Trump hồi năm 2016, và cuộc điều tra của FBI có được tiến hành một cách chính đáng và theo đúng những quy định của Bộ Tư pháp hay không. Thì ông Bộ trưởng Tư pháp William Barr đã bổ nhiệm vị chánh biện lý của tiểu bang Connecticut là ông John Durham để mà đứng đầu cuộc kiểm tra này. Và chúng ta biết là ông John Durham đã được ông Bộ trưởng William Barr bổ nhiệm trước đây, bây giờ thì mới chính thức xác nhận là có sự bổ nhiệm và sẽ bắt đầu cuộc điều tra này. Thì ông Bộ trưởng William Barr cho biết là ông John Durham sẽ không làm việc một mình
cùng với những nhân viên của Bộ Tư pháp mà sẽ làm việc chung với một số nhân vật ở trong ngành tư pháp của Hoa Kỳ. Thứ nhất là ông giám đốc FBI, ông Christopher Wray, đã được mời làm việc chung với ông John Durham trong việc kiểm tra này. Thứ hai là bà giám đốc của cơ quan tình báo trung ương CIA, bà Gina Haspel, cũng được yêu cầu làm việc chung trong cuộc kiểm tra này. Và thứ ba là ông giám đốc tình báo quốc gia, tức là ông Dan Coats. Ông Dan Coats cũng được mời để mà cùng hợp tác tiến hành cuộc điều tra. Chúng tôi xin xác nhận lại là cuộc kiểm tra thì đúng hơn, về các hoạt động của các nhân viên FBI trong việc điều tra Ủy ban vận động tranh cử Tổng thống Trump hồi năm 2016. Thì chúng ta ghi nhận là như vậy là một cuộc kiểm tra đã chính thức được bắt đầu. Chúng tôi xin nhắc lại là Bộ Tư pháp sẽ làm việc cùng với cơ quan FBI, sẽ làm việc cùng với cơ quan CIA và làm việc cùng với cơ quan an ninh quốc gia. Vậy tất cả những nhân vật này sẽ bắt đầu tiến hành một cuộc điều tra. Và khi mà tin tức này ngày hôm qua được loan báo, đúng ra là ngày hôm thứ ba, tức là cách đây 2 ngày tin tức được loan báo, thì các phóng viên có phỏng vấn Tổng thống Trump ở Tòa Bạch Ốc, là Tổng thống Trump có chỉ thị ông Bộ trưởng Tư pháp William Barr khởi động cuộc kiểm tra này hay không, thì Tổng thống Trump nói rằng không, ông không có chỉ thị ông Bộ trưởng Tư pháp khởi động cuộc kiểm tra này, nhưng mà ông thấy rằng là nếu Bộ Tư pháp bắt đầu cuộc kiểm tra này thì đó là một điều tốt. Đó là lời câu trả lời của Tổng thống Trump. Trong khi đó thì chúng ta ghi nhận là ông giám đốc của cơ quan FBI, ông Christopher Wray, thì ông Christopher Wray cũng có được các vị đại diện dân cử trong Quốc hội hỏi ý kiến ông về cái việc là ông có đồng ý với nhận định của Bộ trưởng Tư pháp William Barr. Khi mà ông Bộ trưởng Tư pháp William Barr ra điều trần trước Quốc hội, thì ông William Barr có nói rằng chúng tôi sẽ phải mở một cuộc kiểm tra nội bộ, bởi vì chúng tôi muốn biết là cuộc điều tra của cơ quan FBI bắt đầu từ đâu và có được tiến hành theo đúng các quy định của Bộ Tư pháp hay không. Và ông William Barr lúc điều trần ở Quốc hội thì có nói rằng chúng tôi nghĩ rằng là đã có một hành động dò xét, tức là ông William Barr dùng chữ spying, tức là một hành động dò xét của cơ quan FBI nhắm vào Ủy ban vận động tranh cử của Tổng thống Trump hồi năm 2016. Thì ông giám đốc cơ quan FBI là ông Christopher Wray có được hỏi ý kiến, và ông Christopher Wray có nói rằng là ông không có đồng ý với cách dùng chữ spying, tức là gián điệp, tức là dò xét của ông Bộ trưởng William Barr. Ông giám đốc FBI nói rằng tôi sẽ không dùng cái chữ spying, không có dùng cái chữ dò xét đó. Tuy nhiên ông giám đốc FBI đồng ý là sẽ cùng làm việc chung với ông Jim Durham, là người đã được ông Bộ trưởng Tư pháp chỉ định để mà tiến hành cuộc kiểm tra nội bộ này. Thì thưa quý khán giả, chúng ta cũng ghi nhận tin tức này đến mức độ đó mà thôi. Chúng ta không có nhiều thời giờ để mà đi sâu vào những chi tiết trong vấn đề này, và chăng chúng ta sẽ còn phải theo dõi với nhau những diễn tiến của những ngày sắp tới. Cùng ngày hôm nay thì thưa quý thính giả, là chắc quý thính giả theo dõi tin tức là cũng biết là có một tin mới, tức là ngày hôm nay chúng ta có thể chờ đợi và sẽ thấy là sẽ được đọc một bản tường trình, một bản report về hoạt động tài chính của Tổng thống Trump, và một bản tường trình gần như là
vừa mới được tiết lộ mới nhất đây thôi. Và ngày hôm nay có thể là chúng ta chờ đợi tin tức, chúng ta sẽ được biết những hoạt động tài chính của Tổng thống Trump trong thời gian mà Tổng thống đã nhậm chức. Thì như vậy chúng ta sẽ biết được là, thưa quý thính giả, dĩ nhiên là cái hồ sơ khai thuế của Tổng thống Trump thì bên các ủy ban chính sách thuế vụ của Hạ viện đã yêu cầu nhưng mà đã bị từ chối. Bộ Ngân khố đã từ chối cung cấp, Sở Thuế IRS đã từ chối cung cấp. Và bây giờ chúng ta hiểu rằng cái vấn đề mà đòi hồ sơ khai thuế của Tổng thống Trump sẽ biến thành một vụ tranh tụng trước tòa án. Điều đó thì chúng ta biết rồi. Vì chúng ta không nói đến hồ sơ khai thuế của Tổng thống Trump vì chưa biết là chừng nào thì người ta mới biết được cái hồ sơ khai thuế của Tổng thống Trump trong 6 năm vừa qua. Nhưng ngày hôm nay thì chúng ta có thể chờ đợi và biết được về một bản tường trình về các hoạt động tài chính của Tổng thống Trump. Trong đó thì có những bản tường trình tài chính của cơ sở Mar-a-Lago, tức là cơ sở nghỉ mát của Tổng thống Trump ở Palm Beach ở Florida, cũng như là Trump Hotel, tức là khách sạn Trump ở Washington DC, hoặc là sân chơi golf được đặt tên là Doral Golf Resort ở thành phố Miami, Florida. Những cơ sở kinh doanh này của Tổng thống Trump có liên quan đến những hoạt động tài chính thì đều được đưa vào một bản report, một bản tường trình, bản phúc trình. Bình thường các vị Tổng thống đều phúc trình về các hoạt động tài chính này nếu mà có những hoạt động tài chính mà cần phải được báo cáo, cần phải được thông báo cho văn phòng mà chúng ta biết tên văn phòng đó là Office of Government Ethics, tức là một văn phòng theo dõi về các hoạt động của các giới chức chính phủ, kể cả vị nguyên thủ quốc gia, để mà bảo đảm là không có những vi phạm nào về mặt đạo đức vân vân. Thì bây giờ một trong những bản tường trình này là bản tường trình về tài chính của Tổng thống Trump sẽ được chúng ta sẽ được thấy, có thể là công bố, có thể là ít ra cũng sẽ được tiết lộ một phần nào, và chúng ta sẽ có được những con số. Thí dụ như bây giờ bản tin của AP cho biết là đã có những con số như là hồi năm 2017 thì khu nghỉ mát Mar-a-Lago ở Florida của Tổng thống Trump đã thâu vào một số tiền là 25 triệu đô la. Thí dụ như là cái sân chơi golf ở Miami đã thâu vào số tiền là 75 triệu đô la của năm 2017. Hoặc là Trump Hotel, đó là khách sạn ở Washington DC, thì đã thâu vào một khoản thu nhập là 40 triệu đô la. Thí dụ như vậy. Những con số này, thưa quý khán giả, chúng ta có thể sẽ biết chi tiết hơn trong ngày hôm nay hoặc là ngày mai. Và chúng ta cũng chỉ tạm thời ghi nhận với nhau, đây là những con số cho biết về một vài hoạt động kinh doanh của Tổng thống Trump. Chúng tôi cũng chỉ xin tường trình vắn tắt với quý khán giả như vậy, bởi vì bây giờ chúng ta sẽ phải cùng nhau bước vào một tin có thể được coi là tin quan trọng nhất trong ngày hôm qua. Và có thể là tin này sẽ được tiếp tục phân tích trong những ngày sắp tới, bởi vì rõ ràng là đang đưa tới những sự tranh luận dữ dội ở trong dư luận của Hoa Kỳ. Thưa quý thính giả, đó là tin tức về đạo luật cấm phá thai ở tiểu bang Alabama. Thưa quý thính giả, là chiều hôm qua thì chúng ta có cái tin tức mới nhất, đó là thống đốc Alabama, một vị nữ thống đốc, là thống đốc KIV, đã ký ban hành đạo luật cấm phá thai để áp dụng cho tiểu bang Alabama. Tiểu bang gồm có 5 triệu dân và là một tiểu bang miền Nam nước Mỹ. Thưa quý thính giả, là
đạo luật mà bà thống đốc của Alabama vừa ký ngày chiều hôm qua đó, được coi như là một đạo luật cấm phá thai triệt để nhất so với lại những luật mà các tiểu bang khác ở nước Mỹ đã ban hành hoặc là chuẩn bị ban hành. Thành ra đạo luật ở Alabama được nhắc đến và trở thành một tin rất là nóng từ ngày hôm qua cho đến ngày hôm nay và chắc chắn trong những ngày sắp tới nữa. Bởi vì sao? Bởi vì luật cấm phá thai ở Alabama chắc chắn sẽ đưa tới một vụ tranh chấp pháp lý rất là sôi nổi. Nội dung của luật mới này của Alabama là một sự thách thức trực tiếp đối với án lệnh của tối cao pháp viện hồi năm 1973, tức là án lệnh Roe v. Wade đã hợp pháp hóa quyền phá thai của phụ nữ trên toàn quốc Hoa Kỳ. Thì bây giờ Alabama ban hành một đạo luật cấm phá thai gần như triệt để. Chúng ta vắn tắt tóm lại với nhau một chút về cái diễn trình đưa đến cái đạo luật này. Là tiểu bang Alabama, quốc hội của tiểu bang Alabama đã thảo luận về dự luật này hồi tháng 4. Thì Hạ viện của Alabama đã thông qua dự luật này hồi tháng 4, bây giờ đưa qua Thượng viện. Thì đến hôm thứ 3 thì Thượng viện Alabama cũng biểu quyết thông qua. Và như vậy thì tức là dự luật đưa sang thống đốc để ký ban hành. Thì hôm thứ 3 thì người ta còn ghi nhận những tin dè dặt là phát ngôn viên của thống đốc cho biết là bà thống đốc bà phải xem hết lại kỹ toàn văn dự luật thì bà mới quyết định ban hành hay không, và bà sẽ không có đưa ra một lời bình luận nào. Rồi một nữ dân biểu là người đứng bảo trợ cho dự luật này đó, thì nữ dân biểu Terry Collins thì tuyên bố một cách rất là lạc quan là thế nào dám bà thống đốc của Alabama cũng sẽ ký ban hành, bởi vì bà thống đốc của Alabama hiện nay là một nhân vật của Đảng Cộng Hòa, chủ trương chống phá thai, và do đó sẽ ký ban hành luật cấm phá thai này. Và quả nhiên là cái lời dự đoán đó đã trở thành sự thật. Chiều hôm qua bà thống đốc đã ký ban hành đạo luật. Thì chúng ta cũng nhắc lại với nhau một chi tiết nữa là khi mà Thượng viện của tiểu bang Alabama thảo luận về dự luật thì cuối cùng là Thượng viện đã biểu quyết chấp thuận dự luật với tỷ số 25.6. 25/6 có nghĩa là 25 nghị sĩ tiểu bang Alabama Đảng Cộng Hòa đều chấp thuận dự luật. 6 nghị sĩ của Đảng Dân Chủ ở trong Thượng viện Alabama chống đối nhưng mà thuộc về thiểu số, do đó là dự luật được thông qua ở Thượng viện. Thì phía Dân Chủ ở Quốc hội Alabama có đưa ra một đề nghị là bổ sung một điều khoản trong cái dự luật đó, nhưng mà đề nghị này đưa ra thảo luận ở Thượng viện và thất bại. Thượng viện Alabama bác bỏ cái dự luật đó với cái tỷ số phiếu là 21/11. 21/11 thì quý khán giả thấy ngay là tại sao 21/11, là vì rõ ràng là có 4 nghị sĩ Đảng Cộng Hòa của Thượng viện Alabama đã bỏ phiếu ủng hộ ý kiến của 6 nghị sĩ thuộc Đảng Dân Chủ, và do đó tỷ số mới trở thành 21/11. Và sau khi bác bỏ cái điều khoản bổ sung này thì Thượng viện Alabama biểu quyết chung cho dự luật, và cuối cùng thì tỷ số bỏ phiếu là 25/6 và thông qua dự luật để đưa qua thống đốc ký, và bây giờ trở thành một đạo luật. Đạo luật này, thưa quý thính giả, đạo luật này ngăn cấm tất cả mọi hình thức phá thai ở tất cả mọi giai đoạn mang thai của người phụ nữ, và quy định rằng các bác sĩ nào mà thực hiện dịch vụ phá thai ở Alabama sẽ bị truy tố và có thể bị kết án tới 99 năm tù.
hay nói cách khác là tù chung thân nếu mà thực hiện việc phá thai cho phụ nữ. Thì như vậy là mọi giai đoạn mang thai, người phụ nữ không có quyền được phá thai ở Alabama, trừ một ngoại lệ, chỉ có một ngoại lệ duy nhất mà thôi mà được luật mới chấp thuận cho phá thai. Đó là khi mà tánh mạng của sản phụ bị lâm nguy thì mới được quyền phá thai. Đó là luật mới của Alabama. Và nghe như vậy là chúng ta hiểu là luật mới này triệt để đến như thế nào. Để chúng ta trở lại với đề nghị mà các nghị sĩ của đảng Dân Chủ đưa ra đề nghị bổ sung cho dự luật và sau đó bị bác bỏ đó. Và vì bị bác bỏ như vậy cho nên bây giờ luật mới quy định là mọi hình thức phá thai ở tất cả mọi giai đoạn mang thai của phụ nữ đều bị ngăn cấm. Và ngay cả trường hợp phụ nữ mang thai vì bị cưỡng hiếp hoặc là mang thai từ một mối quan hệ loạn luân cũng không được quyền phá thai. Và như vậy thì luật mới này rất là khắt khe, tức là hầu như là tất cả mọi trường hợp phá thai đều bị ngăn cấm, trừ một trường hợp là tánh mạng sản phụ bị lâm nguy mới được quyền phá thai mà thôi. Và luật mới quy định là người sản phụ nếu phá thai đó, thì không bị truy tố về tội phá thai, chỉ có truy tố các bác sĩ thực hiện dịch vụ phá thai mà thôi. Và thưa quý thính giả, hôm qua khi mà các bản tin thông tấn ghi nhận cập nhật về dự luật rồi sau đó là trở thành một đạo luật, thì họ đều ghi nhận là những nhà lập pháp của tiểu bang Alabama mà ủng hộ cho luật cấm phá thai này đã chuẩn bị để theo đuổi tiến trình tranh tụng, tức là chuẩn bị là vụ này thế nào cũng phải đưa ra tòa án rồi kiện tới kiện lui. Thì các nhân vật mà ủng hộ cho dự luật đã chuẩn bị để theo đuổi tiến trình tranh tụng này từ các tòa dưới lên tới tối cao pháp viện, tức là họ muốn vấn đề này được đưa lên tới tối cao pháp viện, bởi vì những người ủng hộ luật cấm phá thai này cho rằng đây chính là một cơ hội để mà tối cao pháp viện xét lại án lệnh Roe v. Wade năm 1973, tức là án lệnh hợp pháp hóa quyền phá thai của phụ nữ. Cái điều này cho thấy, cho chúng ta thấy một hiện tượng như thế nào? Thưa quý thính giả, chúng ta đều thấy rõ là phong trào chống phá thai, phong trào chống phá thai thì dĩ nhiên là dựa trên một căn bản là chống phá thai với mục đích là để bảo vệ sự sống của thai nhi. Rõ ràng là phong trào chống phá thai đang có chiều hướng lớn mạnh. Và đặc biệt là phong trào chống phá thai càng lớn mạnh hơn kể từ khi mà chúng ta biết là có hai vị thẩm phán mà Tổng thống Donald Trump đề cử đều được Thượng viện Liên bang chuẩn thuận để vào tối cao pháp viện, để trở thành thẩm phán tối cao pháp viện. Đó là ông Brett Kavanaugh và trước đó là ông Neil Gorsuch. Thì như vậy là với hai vị thẩm phán được Tổng thống Trump đề cử và được bổ nhiệm này, thì thế đa số của khuynh hướng bảo thủ trong tối cao pháp viện đã tăng lên. Và vì tối cao pháp viện hiện nay trong 9 vị thẩm phán thì đã có thêm 2 vị thẩm phán thuộc khuynh hướng bảo thủ, thì đó là một trong những động lực để cho phong trào chống phá thai hiện giờ đang lớn mạnh. Thì chúng ta ghi nhận là Alabama không phải là tiểu bang đầu tiên thể hiện sự trỗi dậy của phong trào chống phá thai qua tiến trình lập pháp, tức là chống phá thai qua việc ban hành luật. Thì chúng ta tạm thời ghi nhận vắn tắt với nhau là từ đầu năm 2019 tới nay, gần đây nhất thôi, như là mấy tháng đầu năm này, thì 4 tiểu bang đã thông qua dự luật cấm phá thai khi mà kết quả khám nghiệm y khoa cho thấy là có nhịp tim đập của thai nhi, nghĩa là khi người mẹ đã mang thai khoảng 6 tuần lễ thì khám nghiệm có thể thấy nhịp đập của nhịp tim đập của thai nhi thì là không được phá thai nữa. Thì 4 tiểu bang mà đã thông qua cái dự luật cấm phá thai trong cái điều kiện như vậy đó là 4 tiểu bang nào? Kentucky, Mississippi, Ohio, Georgia.
4 tiểu bang này đã thông qua dự luật rồi. Trước đó thì có 2 tiểu bang là Iowa và North Dakota cũng thông qua và ban hành luôn luật cấm phá thai khi mà sản phụ đã mang thai tới tuần lễ thứ 6 đó, tức là có nhịp tim đập của thai nhi đó. Nhưng mà ở Iowa và ở North Dakota thì tòa án vụ này đưa ra tòa án và tòa án ra phán quyết ngăn chặn không cho thi hành luật đó. Giữa tháng 3 vừa rồi thì chúng ta ghi nhận thêm là 2 tiểu bang Utah và Arkansas, 2 tiểu bang này thông qua dự luật cấm phá thai khi sản phụ đã mang thai tới tuần lễ thứ 18, tuần lễ thứ 18 tức là tháng thứ 5 đó, thì Utah và Arkansas đã thông qua dự luật này nhưng mà chưa được thống đốc ban hành bởi vì dư luận dồn dập quá, cho thấy là thế nào mà thống đốc mà ký ban hành một cái là trở thành một vụ kiện ngay tức khắc. Thì bây giờ chúng ta thấy là luật mới của Alabama đã đi xa hơn mấy cái dự luật mà chúng ta vừa đề cập tới, đi xa hơn một bước. Tức là Alabama bây giờ là cấm phá thai ở tất cả mọi giai đoạn mang thai, bất kể là mới hay là tuần lễ thứ mấy, tuần lễ thứ mấy cấm hết. Và không truy tố sản phụ mà truy tố các bác sĩ. Và các bác sĩ mà làm dịch vụ phá thai có thể bị lãnh án tù chung thân. Đó là một luật rất là nghiêm khắc. Thì luật này trên nguyên tắc là thống đốc đã ký ban hành rồi, nhưng mà phải 6 tháng sau, tức là phải đầu năm 2020 thì mới có hiệu lực. Nhưng mà ngay bây giờ chúng ta thấy là những người chống đối đã bắt đầu nộp đơn khởi kiện rồi. Kiện là để yêu cầu tòa án ngăn chặn thi hành luật. Thí dụ như là chúng ta thấy là lời tuyên bố của ông giám đốc điều hành chi nhánh ACLU là một tổ chức tranh đấu cho dân quyền nổi tiếng của nước Mỹ đó. Ông giám đốc của chi nhánh Alabama là ông Randall Marshall đã cho biết là đơn khiếu tố được soạn thảo và chỉ trong nay mai là đưa ra tòa án. Là như vậy là một vụ kiện bắt đầu. Và cũng như trường hợp của các tiểu bang Kentucky, Mississippi, Ohio, Georgia, Utah, Arkansas mà chúng ta vừa nhắc tới, thì bây giờ Alabama cũng vậy, là một luật mới ra đời và châm ngòi cho một cuộc tranh tụng. Và như vậy là mọi người sẽ phải chờ xem kết quả cuộc tranh tụng này đi đến đâu. Chúng ta nhắc với nhau là có 2 tiểu bang đã từng thông qua cái luật cũng khắt khe không kém gì luật của Alabama, và cả 2 đều gặp trở ngại. Đó là tiểu bang South Dakota thông qua một dự luật hồi năm 2006 và sau đó dự luật phải được đưa ra trưng cầu dân ý dân chúng của tiểu bang South Dakota, và sau đó thì quốc hội tiểu bang đành phải rút lại dự luật. Đó là một trường hợp. Đến năm 2016 thì tiểu bang Oklahoma cũng thông qua một dự luật và cũng nghiêm cấm việc cấm phá thai, tức là đến mức gần như triệt để. Và dự luật này đưa qua bên thống đốc để ban hành thì thống đốc đã phủ quyết không ban hành. Và sau đó trở lại quốc hội thì quốc hội không có đủ số phiếu để đảo ngược sự phủ quyết của thống đốc, cho nên cũng chịu thua. Đó là 2 trường hợp mà chúng ta thấy là đã thất bại. Và bây giờ tiểu bang Alabama thành công, tức là dự luật thông qua Hạ viện, thông qua Thượng viện, đưa qua thống đốc và được ký ban hành thành luật. Thì đó là, thưa quý khán giả, là sự kiện về tiểu bang Alabama. Thì sáng hôm nay chúng ta ghi nhận với nhau thêm một tin mới nữa, tức là Thượng viện của Quốc hội Missouri cũng vừa biểu quyết mới sáng nay thôi, thứ Năm, 16 tháng 5, là Thượng viện của Quốc hội Missouri đã thông qua dự luật cấm phá thai khi người phụ nữ mang thai bước vào tuần lễ thứ 8. Và Thượng viện Missouri đã thông qua dự luật rồi. Và bây giờ thì sau khi mà Thượng viện thông qua thì sẽ phải đưa trở về Hạ viện. Và Hạ viện sẽ chỉ có thời gian 2 ngày mà thôi. Đó là ngày hôm nay và ngày mai. Hạ viện của tiểu bang Missouri sẽ phải biểu quyết dự luật này. Và nếu mà đồng ý, Thượng viện đã đồng ý, nếu Hạ viện cũng đồng ý thì dự luật sẽ được đưa qua cho thống đốc của tiểu bang Missouri để ký ban hành.
và thống đốc của tiểu bang Missouri, ông Mike Parson, quý thính giả đều biết là một nhân vật của đảng Cộng Hòa. Thành ra nếu mà dự luật này mà đưa sang Hạ viện và Thượng viện đều đồng ý đưa sang thống đốc thì gần như chắc chắn là thống đốc Mike Parson sẽ ký ban hành. Đó là một tin mà chúng ta ghi nhận và chờ đợi. Chỉ 2 ngày nữa thôi chúng ta có thể biết được tin tức là Missouri có đi theo Alabama để mà ban hành một luật cấm phá thai nghiêm khắc, gần như là triệt để hay không. Thưa quý thính giả, chúng tôi thật sự là muốn cùng quý thính giả phân tích về vấn đề này, bởi vì đây sẽ là một vấn đề mà chúng ta có thể tin rằng trở thành một đề tài tranh luận trong cuộc bầu cử năm 2020 sắp tới. Chắc chắn như vậy. Kể từ năm 1973, khi mà án lệnh của tối cao pháp viện Roe v. Wade được công bố đó, thì nước Mỹ đã chia ra làm hai, một phong trào pro-life, tức là chống phá thai, và một phong trào pro-choice, tức là ủng hộ việc phá thai, bảo vệ quyền lợi của người phụ nữ. Hai phong trào rõ rệt đã lớn mạnh trên nước Mỹ, và cuộc tranh luận giữa cái quan điểm ủng hộ phá thai và quan điểm chống phá thai là một cuộc tranh luận không bao giờ chấm dứt cả. Kể từ năm 1973 tới nay, chúng ta cũng biết là năm 1992 là người ta đã chờ đợi có thể án lệnh Roe v. Wade sẽ bị lật ngược ở tối cao pháp viện. Khi mà xảy ra một vụ tranh tụng mà đưa lên tới tối cao pháp viện, vụ tranh tụng đó, án lệnh của tối cao pháp viện nguyên tên là Planned Parenthood v. Casey. Chúng ta thường hay gọi tắt là án lệnh Casey của tối cao pháp viện năm 1992. Nhưng mà cuối cùng thì tối cao pháp viện năm 1992 vẫn không có lật ngược án lệnh Roe v. Wade của năm 1973. Và do đó quyền phá thai của người phụ nữ vẫn còn được công nhận là một quyền hợp pháp trên toàn quốc Hoa Kỳ. Mặc dù có một số tiểu bang đã kịch liệt vận động để mà chống lại cái án lệnh Roe v. Wade, tức là các một số tiểu bang vẫn có lập trường bảo thủ là chống phá thai. Nhưng mà đó là một vấn đề mà vẫn đang tiếp tục tranh tụng. Và những vấn đề này đó, những cuộc tranh tụng này rồi thế nào cũng sẽ lên tới tối cao pháp viện. Chừng nào mà tối cao pháp viện phán quyết, thảo luận rồi phán quyết, chúng ta chưa biết được. Tối cao pháp viện có thụ lý vụ này hay không, có thảo luận để đưa ra phán quyết trong năm 2020 hay không, cho đến giờ này chúng ta cũng chưa biết luôn. Nhưng mà chắc chắn là sự việc sẽ diễn tiến theo chiều hướng như vậy. Thành ra chúng ta có thể sẽ trở lại với vấn đề này với nhau. Chúng tôi rất muốn cùng quý thính giả phân tích tường tận về những án lệnh như là án lệnh Roe v. Wade hay là án lệnh Planned Parenthood v. Casey, và chúng ta sẽ tìm hiểu với nhau về quan điểm của các nhân vật chính trị mà thuộc khuynh hướng bảo thủ, cũng như là quan điểm của những nhân vật thuộc khuynh hướng cấp tiến, để xem là những quan điểm này đối chọi với nhau như thế nào và sẽ đưa tới những cuộc tranh luận như thế nào khi mà cuộc vận động tranh cử năm 2020 thực sự diễn ra. Rất tiếc là chúng ta không có nhiều thời giờ, thành ra thưa quý thính giả, chúng ta sẽ trở lại với vấn đề này với nhau và chúng ta sẽ phân tích với nhau. Quý thính giả sẽ thấy có những điểm rất là lý thú, bởi vì câu hỏi sẽ được đặt ra với những nhân vật mà bây giờ đang tham dự cuộc chạy đua tiến về Tòa Bạch Ốc. Mới nhất đây ngày hôm nay là chúng ta biết là có thêm một nhân vật nữa của Đảng Dân Chủ, là ông thống đốc Bill Blasio của New York cũng lại tham dự cuộc tranh cử. Như vậy là càng ngày cái con số những nhân vật ra tranh cử ở phía Đảng Dân Chủ càng ngày con số càng tăng cao lên. Tất cả những nhân vật này đều sẽ phải trả lời những câu hỏi mà cử tri đặt ra cho họ, là quan điểm của ông như thế nào
đối với vấn đề chống phá thai, hoặc là quan điểm của ông như thế nào đối với vấn đề biến đổi khí hậu chẳng hạn như vậy. Những đề tài này chắc chắn sẽ trở thành những đề tài tranh luận, và những nhân vật mà có tham vọng ra ứng cử để mà giữ cuộc chạy đua tiến về Tòa Bạch Ốc năm 2020 đều sẽ phải trả lời những câu hỏi đó. Thành ra thưa quý thính giả, chúng ta sẽ trở lại với nhau trong những chương trình phát thanh sắp tới. Và chúng tôi xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình phát thanh ngày hôm nay trên đài NVR. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình của đầu tuần tới. Cảm ơn nhà báo Đào Trường Phúc đã đến trên làn sóng của đài phát thanh NVR hôm nay. Xin chào tạm biệt anh và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Dạ, kính chào quý thính giả, chào quý Minh Nguyệt. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của đài phát thanh NVR. Thưa quý thính giả, chương trình Morning News của đài phát thanh NVR đến đây cũng đã kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý thính giả vào ngày mai như thường lệ.